Chuyên mục giới thiệu tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Chuyên mục giới thiệu tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Xin kính chào quý thính giả, mời quý thính giả thưởng thức chuyên mục giới thiệu tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Quý thính giả thân mến, ca khúc Nha Trang Mùa Thu Lại Về được nhạc sĩ Văn Ký sáng tác năm 1978, được ra đời hơn 40 năm và từng là nhạc hiệu của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh Hòa. Bài hát cũng được giải thưởng của thành phố Nha Trang, nhạc sĩ Văn Ký cho biết: "Tôi mượn Nha Trang để nói lên một giai đoạn mới của cuộc đời, của cách mạng. Ở đây cái riêng đã hòa vào cái chung, trái tim của tôi đã rung lên cùng với cuộc đời, với đất nước." Sau đây, mời quý khán giả thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của ca sĩ Thu Phương. Ơi Nha Trang mùa thu lại về, trong nụ cười và trong tiếng hát say mê, cờ đỏ tung bay cuộc đời mới, buồm căng gió lòng tìm ra cây xa biển quê ta dòng mà chuyên mục giới thiệu tác phẩm âm nhạc Việt Nam tuần này đến đây là hết.
chuyên mục do Nguyễn Định thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chuyên mục tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.